thưa quý vị trên đài phát thanh quốc tế pháp trong chương mục điểm báo do phóng viên thụy my tường trình với bài viết có tựa đề tập cận bình sẽ đi vào lịch sử nếu chiếm được đài loan nếu ngày nào đó một chiếc limousine chống đạn treo cờ đỏ đưa người chiến thắng là tập cận bình diễu qua những con đường của thủ đô đài bắc tập cận bình sẽ trở thành hoàng đế cộng sản bất diệt ông ta sẽ đi vào lịch sử cùng với mao trạch đông kết thúc cuộc nội chiến vẫn chưa hoàn thành từ năm 1949 khi quốc dân đảng chạy sang Đài Loan. Trang bìa của báo Les Press trên nền màu đỏ chói là hình vẽ một bàn tay cầm đôi đũa, gấp trọn trái đất, chạy tựa đề, thời của Trung Quốc và một dòng tựa nhỏ, một năm sau đại dịch, Bắc Kinh biểu dương sức mạnh. Từ ngoại giao khẩu trang đến ngoại giao vaccine, trong bài Những mũi tim của bác sĩ Tập Cận Bình, tờ báo nhận định là nước đầu tiên ra khỏi suy thoái, Trung Quốc liền khoe khoang thắng lợi với ngoại giao vaccine. Có một ngạc nhiên là việc châm chích Hoa Kỳ không dừng lại khi ông Donald Trump đã ra đi. Ngược lại, nó đã chuyển thành những mũi tim từ khi ông Joe Biden bước vào tòa bạch ốc những mũi tim nhằm nhắc nhở Washington quyết tâm bền bỉ của chế độ Bắc Kinh trong việc buộc thế giới phải nghe theo phiên bản về nguồn gốc đại dịch của mình. Nhưng cũng là những mũi tim theo nghĩa đen với vaccine chống Covid được chuyển đến 53 nước trên thế giới sau đợt ngoại giao khẩu trang trước đây. Một cách để cố làm người ta quên đi trách nhiệm của Bắc Kinh khi để con virus độc hại từ Vũ Hán lan tràn ra toàn cầu để đánh bóng lại hình ảnh sau khi đã bị phỉ nhổ vì đàn áp Tân Cương, Hồng Kông đe dọa Đài Loan. Không ngày nào là không có loan báo về việc giao vaccine Sinopharm hay Sinovac, trong khi phương Tây lo cung cấp cho công dân nước mình, một loại quyền lực mềm hiệu quả. Và nhờ Covid, Trung Quốc xuất khẩu mạnh chưa từng thấy. Về mặt kinh tế, mới cách đây vài tháng, người ta còn nói đến việc kết thúc toàn cầu hóa quay lại với sản xuất địa phương. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc chưa bao giờ xuất khẩu nhiều như thế, nhất là sang châu Âu. Bằng chứng là giá vận tải đường biển của Trung Quốc và cựu lục địa đến cuối năm 2020 đã tăng vọt 150% so với cùng kỳ năm trước. Nếu trước đây một container từ Hoa Lục sang đến cảng Le giá từ 3.000 đến 4.000 đô la, thì nay phải trả đến từ 10.000 thậm chí là 12.000 đô la cho một cuộc hành trình. Tất nhiên là có tác động của Covid. Dược phẩm, thiết bị y tế, hàng điện tử thông dụng, TV, điện thoại di động, máy tính, Trung Quốc có sẵn để cung cấp cho một châu Âu đang bị phong tỏa một phần, nhiều người phải làm việc từ xa. Cụ thể, Bắc Kinh đã xuất khẩu 220 tỷ chiếc khẩu trang y tế, 2,3 tỷ bộ trang phục bảo hộ, 1 tỷ bộ xét nghiệm sự lệ thuộc nặng nề này cho thấy đằng sau những bài diễn văn về chủ quyền kỹ nghệ, cần phải chờ thêm nhiều năm, kể cả nhiều thập niên nữa. Trong khi chờ đợi, giá vận tải tăng có thể làm ảnh hưởng đến túi tiền người tiêu thụ với những món hàng made in China, một nỗi đau nhân đôi. Và về việc tuyên truyền rầm rộ nhân 100 năm ngày thành lập Đảng, chỉ mới hồi đầu năm Canh Tý vào tháng 2 dương lịch của năm 2020, Trung Quốc còn bị tê liệt vì một con virus bí ẩn, thành phố Vũ Hán, nơi xuất phát đại dịch chuẩn bị phong tỏa triệt để. Này bước sang năm Tân Sửu 2021, đất nước đông dân nhất thế giới, xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Hoa lại chuẩn bị mưu đồ chinh phục toàn cầu. Bộ máy tuyên truyền sẽ hoạt động rầm rộ trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1 tháng 7 năm 2021. Sẽ là những show diễn thường trực diễu hành, chúc tụng vinh quang đảng và tổng bí thư, triển lãm hoành tráng, hàng trăm bộ phim giả tưởng, phim truyền hình nhiều tập, phim tài liệu, phim hoạt họa. Tất cả ca ngợi sự chuyển đổi từ một nước nghèo sau vài thập niên đã trở thành đại cường về kinh tế, về công nghệ và quân sự, có thể tranh đua với Mỹ. Chuyên gia Alice Ekman của Viện Nghiên cứu An ninh Liên hiệp châu Âu dự báo, Ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục lên mặt dạy đời phương Tây, nhất là những nước nào phản đối chính sách của họ hoặc từ chối công nghệ của Trung Quốc. Chẳng hạn Bắc Kinh trừng phạt Úc về thương mại vì đã đòi mở điều tra độc lập về nguồn gốc của con virus ở Vũ Hán và loại hoa vi hứa quay khỏi mạng 5G. Trói buộc kinh tế, lũng đoạn các nền dân chủ Với ngoại giao vaccine và con đường tơ lụa mới, Trung Quốc dấy lên những nước cờ tại các quốc gia mới nổi và Đông Âu. Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Capaston tóm tắt như sau. Phương pháp gây ảnh hưởng là thiết lập sự lệ thuộc kinh tế và tài chính đối với càng nhiều nước càng tốt, đồng thời cố gắng làm các nền dân chủ yếu đi. Phải chăng Trung Quốc sẽ lại thắng thế trong năm 2021 vì không có đối thủ xứng tầm? Theo tờ Les Press, không có gì là chắc chắn vì còn rất nhiều yếu tố bất định, nhất là nợ của các công ty quốc doanh cuối năm 2020, nợ cả nước lên đến 280% GDP. Và theo chuyên gia Sophie weif của ngân hàng Credit Agricole, thì đây là một trong những điều mà Tập Cận Bình lo lắng nhất. Vì vậy mà có thể hiểu được đòn đánh vào Mã Vân, tức là ông Jack Ma, ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, bị cáo buộc là thúc đẩy các hộ gia đình vay nợ thông qua chi nhánh Ant Financial, từ lâu, Bắc Kinh tìm cách giảm lệ thuộc vào xuất khẩu, nhưng tiêu thụ nội địa vẫn chưa thể là động lực cho kinh tế do thu nhập của các hộ gia đình tăng quá thấp. Tác động từ thuế quan của Mỹ, công nghệ cũng như là vaccine, quan hệ Mỹ-Trung, một phần tương lai Trung Quốc tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Liệu ông Joe Biden sẽ duy trì mức thuế của người tiền nhiệm Donald Trump đánh vào hàng Trung Quốc và trừng phạt Huawei hay không? Bắc Kinh tìm cách phát triển các công nghệ của riêng mình, nhưng liệu sẽ thành công hay không? Trung Quốc tiến rất nhanh về trí tuệ nhân tạo, nhưng điểm yếu lớn nhất là chất bán dẫn. Theo nhà nghiên cứu Triệu Thông, trung tâm Kenji Thanh Hoa, thì việc trấn áp Alibaba có nguy cơ khiến các doanh nghiệp không dám đầu tư vào công nghệ mới. Tất nhiên, cũng không nên đánh giá quá thấp khả năng của chế độ với việc tài trợ ồ ạt và đội ngũ những nhà nghiên cứu doanh nhân dân tộc chủ nghĩa. Cũng theo ông Triệu Thông, nếu Trung Quốc không thể mở cửa biên giới nhanh bằng phương Tây, hiện có vaccine rất tốt, trong khi vaccine Sinovac chỉ có hiệu quả 50,4%, thì viễn cảnh kinh tế sẽ giảm xuống. Dù vậy, con rồng Trung Hoa vẫn dương móng vuốt và Tập Cận Bình đang mơ đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sang năm. Tập Cận Bình sợ Biden cô lập Nhà báo Siri Pluyet nhận định rằng Tập Cận Bình lo sợ ông bạn cũ Joe Biden cô lập trong lúc cố tìm cách chia rẽ phương Tây để tránh hình thành một mặt trận thống nhất chống Trung Quốc. Mãi đến 3 tuần sau khi bước vào Tòa Bạch Ốc, lãnh đạo của hai đại cường mới nói chuyện với nhau vào hôm 10 tây tháng 2, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuộc điện đàm là một vụ so găng. Biden bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vấn đề ở Hồng Kông, Tân Cương và Hà Hiếp láng giềng, mà nhất là Đài Loan. Còn Tập Cận Bình thì nói rằng đó là chuyện nội bộ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Triệu Thông nhận định Trung Quốc lo sợ nhất là phải đơn thân độc mã đối mặt với một phương Tây đoàn kết. Nếu Hoa Kỳ gây dựng lại được sức sống cho các liên minh và phối hợp với các đối tác, Trung Quốc sẽ lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Để tránh cơn ác mộng này, Bắc Kinh vội vã ký thỏa thuận nguyên tắc về đầu tư với Liên Hiệp Châu Âu hồi cuối năm 2020. Và một tháng rưỡi trước đó đã gút được Hiệp ước RCEP với 14 nước châu Á-Thái Bình Dương. Là bậc thầy trong nghệ thuật chia để trị, Trung Quốc sẽ tận dụng trọng lượng kinh tế của mình để gây áp lực lên các đồng minh của Mỹ để tránh bị cô lập. Trung Quốc muốn gì khi tập trung cho đảo Hải Nam? Tờ báo Les Press nói về hòn đảo thiên đàng Hải Nam, tủ kính trưng bày tham vọng của Trung Quốc. Chỉ 9 triệu dân, Hải Nam có đến 9 khu vực miễn thuế. Riêng trung tâm thương mại Begonia Bay, lớn nhất châu Á, rộng đến 120.000 m2, tập hợp 300 cửa hàng. Trong khi doanh số hàng xa xỉ giảm 23% trên thế giới năm 2020, thì tại Trung Quốc lại tăng lên 48%, trong đó có phân nửa là thuộc quần đảo Hải Nam. Nhưng đây không chỉ là thiên đàng mua sắm, mà theo tuyên bố của Tập Cận Bình hồi tháng 4 năm 2019 sẽ trở thành tấm danh thiếp của Trung Quốc và là hình mẫu cho đất nước trong mọi lĩnh vực. Trước hết là quân sự, một phần của hạm đội 3 của Trung Quốc được triển khai tại căn cứ Long Po còn căn cứ Linh suy thì đón nhận một phi đội máy bay dọ thám. Ở phía bắc, Du Lâm là căn cứ của một phần đội tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc, có một mạng lưới đường hầm quân sự 25 km vuông. Tàu sân bay Sơn Đông thường thả neo ở đây. Giá trị chiến lược là khóa chặt lối vào hoa lục ở Biển Đông, nơi mà các chiến hạm Mỹ tuần tra thường xuyên. Cũng tại đây, các tàu vũ trụ được phóng lên mặt trăng và hỏa tinh. Bắc Kinh dự định chuyển đổi hòn đảo chỉ nằm cách Hồng Kông 500 km thành một đặc khu kinh tế. Tesla sẽ xây dựng một nhà máy công suất hơn 1 triệu xe hơi chạy điện một năm, chính quyền lập một trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học, một cảng nước sâu và một sân bay quốc tế thứ ba. Nhiều đoàn doanh nhân đã đến tham khảo bị thu hút vì nhà nước trợ giá của và thuế má rất nhẹ. Dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của quần đảo Hải Nam. Người đứng đầu là Thẩm Hiểu Minh, quan chức có thanh thế đang lên từng làm trưởng đặc khu thẩm quyến. Và với tựa đề chính của chương mục điểm báo Chiếm được Đài Loan, Tập Cận Bình sẽ đi vào lịch sử. Đối với tờ The Economist, Trung Quốc đang đứng trước những lựa chọn ngặt nghèo nhất là về Đài Loan. Nhiều người Trung Quốc coi việc xâm lược Đài Loan là thống nhất gian sang, một nhiệm vụ được cho là thiêng liêng. Không có gì quan trọng hơn là tấn công hòn đảo Dân Chủ có 24 triệu dân đặt Đài Loan dưới sự cai trị của đảng Cộng sản nếu ngày nào đó một chiếc limousine chống đạn treo cờ đỏ đưa người chiến thắng là Tập Cận Bình diễu qua những con đường của thủ đô Đài Bắc, Tập sẽ trở thành hoàng đế cộng sản bất diệt. Ông ta sẽ đi vào lịch sử cùng với Mao Trạch Đông, kết thúc cuộc nội chiến vẫn chưa hoàn thành từ năm 1949 khi quốc dân đảng chạy sang Đài Loan. Có thể là ông Tập phải đi xuyên qua những đường phố Đài Bắc còn đẫm máu, những ngọn lửa vẫn còn bốc cháy, vắng bóng người dân, thường là vì lệnh thiết quân luật nhưng chinh phục được Đài Loan sẽ đưa Trung Quốc lên hàng siêu cường, không nước nào còn dám đỏ sức. Như vậy, quân Mỹ có kịp giải cứu không? Nếu Tập ra lệnh cho quân đội giải phóng Đài Loan, trước hết ông ta phải tính toán liệu Mỹ có chận được Trung Quốc không? Suốt 71 năm Đài Loan tồn tại như một đảo quốc độc lập, trước hết là nhờ sự răng đe của Washington trước những hành động hiếu chiến của Bắc Kinh. Trung Quốc chưa dám ra tay vì sợ quân đội Đài Loan cầm cự được cho đến khi quân Mỹ đến cứu. Theo tuần báo Anh, thật ra khả năng Hoa Kỳ can thiệp khi Đài Loan bị xâm lược đã giảm dần vì suốt 20 năm qua, Trung Quốc quyết tâm hiện đại hóa vũ khí và khả năng chiến đấu để giữ quân Mỹ ở một khoảng cách xa. Robert Blackwell, cựu trợ lý an ninh quốc gia của cựu tổng thống George Bush, cho rằng bên cạnh quân sự, Mỹ còn phải răng đe bằng địa kinh tế. Hoa Kỳ và các đồng minh như Nhật Bản phải nói rõ Trung Quốc sẽ bị trục xuất khỏi hệ thống tài chính và thương mại dựa trên đồng đô la nếu tấn công Đài Loan. Tuy nhiên, nếu như trong thời chiến tranh lạnh, sự tồn tại của Tây Berlin được Mỹ và khối NATO coi là lợi ích sống còn, thì ngày nay khó có được sự đồng thuận này. Có thể nào coi Đài Loan là lợi ích thân thiết với nguy cơ làm Bắc Kinh thường là đối tác thương mại quan trọng giận dữ hay không. Còn đối với nhiều người Trung Quốc, chiếm được Đài Loan cũng là vị trí lãnh đạo thế giới của siêu cường Mỹ kết thúc. Nếu cho rằng sẽ thành công với một cái giá chấp nhận được, Bắc Kinh sẽ hành động. Đài phát thanh quốc tế Pháp tiếp tục đưa tin giới lãnh đạo Iran đoàn kết chống Biden. Về tình hình quốc tế, tờ Le Monde chú ý